Xin chào cả nhà nha. Thì hôm rồi mình có mua cái này ở trên Lazada nè, mình cũng không biết gọi là cái gì nữa. Cái này cái kiểu giống như là cái răng xê để mà câu cá ấy nè, nhưng mà nó dạng lưới. Đặt cách đây cũng khoảng nửa tháng rồi, nhưng mà tới giờ nó mới giao về tới nè. Cái này mình chưa khui ra luôn nha. Thấy nó cũng hay hay đó, bây giờ mình mua về mình cắt thử trải nghiệm ha. Giờ mình khui ra cho cả nhà cùng xem nha. Bây giờ mình bắt đầu xé ra nha. Biết bên trong là cái gì đây nữa. Mua trên Lazada này, nói chung ở ngoài nước ngoài cũng hơi ớn, tại vì nó xa đó. Nhưng mà cả hàng cũng khó khăn lắm. Này thì cũng có 100 mấy thôi chứ không có mắc gì. Nói rồi mình mua tới 6 cái luôn. Tại nó có nhiều xay đó. Bây giờ mua tới 6 cái luôn. Này có mã vạch luôn nè. Như hàng chính hãng như sao. Này nó có 2 xây, xây 12 với xây 10 nè. Nó để là bắt cá từ mấy ký tới mấy ký không à. Giờ mình xé thử 2 cái ra nha. Không biết là như thế nào. Nó hơi khác so với mình tưởng tượng, mà chắc bắt cá lớn không quá. Cái mình mới vừa xé là cái xe 12 nè, 12 cho nên chắc nó hơi to à. Thì cái này ở trên đó để là mình bóp mồi vô đây nè, xong rồi mình quăng xuống. Khi mà con cá lại nó ăn thì nó sẽ dính vô cái lưới này nè. Khá là lạ đó. Lưới này chắc cái cá to mà lỗ khá là to đó. Cái mình mới vừa xé ra là cái xây số 12. Cái này hình như là ở trên đó để là bắt cá từ 1 ký 1 ký rưỡi. Này để hôm nào rảnh mình quay cái clip mình cắt thử luôn. Cái này thì cũng giống như cái lăng xê truyền thống mình thôi à. Nhưng mà khác cái là cái lăng xê truyền thống thì nó xài lưỡi câu, còn cái này nó sẽ xài lưới. Như là khi con cá lại ăn nó sẽ dưới vô lưới này nè, nó dính. Rồi sẽ để bắt cá rô phi rồi bà chứ. Rồi giờ mình tiếp tục mình xé cái xe số 10 nha. Mua như là số 12 3 cái, 4 cái luôn rồi. 4 cái thì sẽ số 12, 3 cái sẽ số 10. Thì mình cũng không biết cái lỗ nó mới lớn có gì mình độ đại đó. Rồi cái này thì có số 10 xài vừa nè cả nhà. Số 10 là cái lỗ này là bắt cá cũng khá là to nè. Này là cái số 10 nè. Hai cái số 12 số 10 nó cũng chênh lệch nhau khá nhiều đó. Đây là một bọn đó. Này nhìn cái kiểu nó sao sao đó. Chưa thử cái dạng này bao giờ. Trên mạng thì nói chung là mình cũng chưa thấy ai test cái này bao giờ chứ. Thì liều mua về trải nghiệm đi. Thì cái này 5 cái này, 1 cái này hình như là 3 mấy ngàn. Mời 6 cái, 6 cái gì là bao ship. Miễn phí ship luôn. Mà có cái đặt hàng hơi lâu thôi nha. Tới nửa tháng mới về tới đây.
mai mốt gì thì rảnh thì mình đi làm một cái clip trải nghiệm cái thực tế này luôn, coi là nó có dính hay không. Chứ mình thấy là không dính được. Ở trong đó là một nồi lớn to lắm luôn, nhưng mà sao rau ra ngoài kiểu mà lưa thưa có mấy không à, vậy dính kiểu gì vậy, dục xuống nó teo lại nè, coi như nó bung ra là dính được, không hiệu quả rồi. Thì chắc mua về bỏ quá, này giống như là mình mua về mình trải nghiệm chơi thôi, chứ thật sự rồi lúc đầu mà mình mua thì mình cũng suy nghĩ tới cái đó rồi, mình thấy là lạ cũng hay hay mua về chơi. Rồi không thể thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi, cái này thì cũng giống vậy à, hai cái thì mình có chụp màn hình mà cái shop mà mình mua đó với cái giá tiền đó. Cả nhà mà có nhu cầu mà muốn mua về trải nghiệm đó thì cứ vào cái shop đó trên Lazada là có. Không rồi đúng ra là mình đặt mua xe nhỏ hơn rồi đó, nhưng mà hết rồi, không chọn được cái xe nhỏ, chỉ chọn được hai xe này thôi, bởi vì mình mua đại luôn trải nghiệm mà. Rồi video của mình đây xin kết thúc nha cả nhà. Các video sau thì mình sẽ cố gắng mình làm thêm nhiều cái hay cho cả nhà xem nha. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chào cả nhà nha.